Hello các bạn ơi. Bạn ơi, mình mới ăn xong. Chắc là cái mùi của mình toàn là đồ ăn không đó các bạn. Bây giờ mình đang đi đón hai con mắm các bạn. Mình mới vừa đi mua được một món mà mình đã kiếm rất là lâu. Nhưng mà món này thì họ lại không có ship qua bên Canada các bạn. Nhưng mà may mắn mình mới vừa thấy được bạn bán Canada. Bữa nay mình mua nè. Tha mình cũng rất là thích luôn. Đăng 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 các bạn. Cái món này thì thật sự nó khá là mắc các bạn. Mình cũng có coi trên Amazon rồi nhưng mà họ lại không có ship qua bên Canada các bạn. Thì chắc là bạn này có người sách hoặc là có thể là bạn buôn bán lâu á, thì bạn có cách mua. Đây, mình mua hai bịch các bạn. Một hồi nữa mình sẽ cho hai con mắm ăn thử nhé. Tại hai đứa cũng rất là mê luôn. Đây. Ở đây thì có hạn sử dụng luôn. Thảo nào họ không có ship về các bạn. Mình nghĩ là họ không ship về tại vì cái hạn sử dụng của nó đây là tháng 12, ngày mùng 9 các bạn nè. Còn mấy ngày thôi, tính ra bữa nay còn có mấy ngày thôi. Nên thành ra chắc là cái hạn của nó không có lâu dài á, kiểu như không có lâu á, nên thành ra họ không có ship qua Canada. Tại nếu mà ship qua thì thời gian cũng hơi bị lâu đó. Rồi các bạn ơi, mình đi đón hai đứa đây nhé. Dạ, lâu quá rồi hai đứa không có lên video. Các bạn ơi, mình đang ở trong xe mới và đi rước hai đứa. Thì hồi nãy mình có nói với hai đứa là mình có surprise cho hai đứa. Có thể là Thiên nào không biết đâu, nhưng mà Tammy thì chắc là biết rồi bạn. Bây giờ mình sẽ cho Tammy coi đó là gì nhá. Muốn phát xe nào. Sao mày có biết không? Oh, dạ, nó kiếm hoài các bạn. Hai cái cho hai đứa nè. Grape. It looks like a grape. No, these are jelly. Jelly grape. Đó cho cô chú coi cái. Đưa lên cho cô chú coi cái. Cause you have to like have these thingies like toothpick and then you have to like when you have these you have to like smell like. Squishy, you have to like poke it so you could open it and then you could eat it. That's what ASMR people do. I really want this so much. Tammy đang chỉ các bạn đó, chỉ cô chú luôn. Jay, cô chú. Tiana biết cái đó là gì không? I just teach you, Tammy. Tiana thì không biết các bạn, Tammy thì biết tại vì nó mê coi ASMR lắm luôn. Hello các bạn ơi, đây bây giờ mình sẽ mở ăn thử cái này á. Đây. Cái này thì một bịch này thì đo khoảng mấy trái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 các bạn, khoảng 10 cái thôi. Nhưng mà cái giá của nó là mới mua là 28 đồng các bạn. Tính ra là nó cũng khá là mắc các bạn. Nhưng mà tại vì mới thấy cái món này đang rất là nổi tiếng, nên thành ra mới cũng muốn ăn thử cái vị nó như thế nào các bạn. Đây, bây giờ mới sẽ mở á. Tôi sẽ mở ăn thử. Kéo đâu rồi. Ngay đây thì họ có để là đây, cái tên đây, Kyoho Jelly các bạn. Ở đây thì toàn là tiếng Nhật thôi. Hình như là tiếng Nhật. Mềm mềm các bạn. Nó giống như là trái bánh. Bây giờ mình sẽ thử nhé. Mình sẽ lấy cây tăm. Nó giống như là cái bong bóng vậy đó.
gãy luôn cái cây thân. Rất là thơm các bạn. Mấy đứa nhỏ đang chơi trong phòng, nó hơi ồn, rất là mềm luôn, rất là thơm các bạn. Đây các bạn, cái món này thì mới mua từ bạn Quyên các bạn, Quyên Huỳnh. Bây giờ mình sẽ ăn thử coi có vị nó như thế nào nhé. Các bạn nào muốn mua thì có thể liên hệ bên Facebook hoặc là liên hệ Mary trước rồi mình giới thiệu cũng được. Mình không có lấy lời đâu. Nhưng mà tại nhiều khi các bạn kiếm á, tại nhiều người có cái tên giống nhau thì các bạn sẽ kiếm khó chẳng hạn. Mình sẽ thử. Wow, nó rất là mềm luôn các bạn. Nó thơm giống như là thơm nho vậy đó. Nó y hệt luôn. Nó có vị dai dai các bạn, dai dai nhưng mà lại nó giòn giòn, nó ngọt nhưng mà nó ngọt rất là thanh, rất là ngon các bạn. Thả nào nó mắc, mình sẽ cắn thử coi bên trong nó như thế nào á. Lạ quá các bạn ơi. Nó dai mà nó lại giòn. Nhưng mà ăn rất là ngon các bạn. Ngon hơn so với lại các loại ngon hơn tất cả các loại mà jelly mà Marie đã từng ăn các bạn. Mình ăn cũng nhiều nhưng mà nói chung ở Canada cũng rất là nhiều loại, nhưng mà cái loại này ăn nó ngọt, rất là ngọt thanh các bạn. Nó ngọt có vị chua chút xíu thôi. Nhưng mà lạ cái là nó có vị giống kiểu như là nó có cảm giác nó giòn giòn với lại dai dai một lúc các bạn. Nhưng mà ăn rất là ngon. Nhưng mà bữa nay mình sẽ thử hai cái thôi. Tại vì thấy mấy đứa nhỏ mê quá nên thành ra còn 9 cái nè. Mình sẽ kêu ba đứa kia ăn, chị Di, Tammy với Tiana cho tụi nó ăn á. Tại cái món này nó hiếm lắm các bạn. Với lại bên bạn đó cũng hết rồi. Mình thấy có nhiều người hỏi nhưng mà không còn nữa. Mình mới giờ thấy bạn đó đăng lên khoảng 5-10 phút gì đó là mình nhảy vô liền, hỏi rồi đặt liền thì mới có được. Còn những người sau họ chỉ sau Mary khoảng mấy chục phút thôi cũng không còn nữa các bạn. Nên thành ra bây giờ Mary sẽ cho mấy đứa ăn thử, kêu mấy đứa ăn thử. Ngon không? Đúng không? Chắc là to quá các bạn, hơi to cho Chan à. Đây ngày đây Chan à bị đỏ, cắn miếng coi. To quá. Nó bị đụng đầu với người khác các bạn. Cô giáo mới vừa nói mê vì đó. Ngày đây bị bầm tím luôn. Whole thing.
Thôi mẹ đừng có nói, để mẹ quay con thôi. Đây các bạn ơi, sau chưa đầy 5 phút là sạch bát luôn. Đây, cái này hồi nãy mới nói 10 cái nhưng mà thật ra là 11 cái các bạn ơi, đếm lộn. Cái này là giống như là bong bóng thôi các bạn. Thôi các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã xem hết video của Mary nhé. Hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye.